Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, thực ra thì mình đã đi rất là nhiều nơi. Anh Thắng đã giới thiệu cho Nhất Anh cũng như là khán giả của Người Việt TV đi khắp nơi trên thế giới rồi. Mình đi Âu Châu, mình đi Châu Á, mình đi Nam Mỹ, mình đi đủ thứ hết. Nhưng mà hôm nay thì thay vì mình đi tới một nơi thì Nhất Anh nghĩ là một trong những cái mà cả Nhất Anh cũng như là khán giả đều rất là thích thú và cũng rất là muốn tìm hiểu là những mình cần chuẩn bị như thế nào khi mỗi khi đi du lịch. Và trong những chương trình lần trước thì mình đang đi du lịch ở Âu Châu rồi. Vậy thì nhân dịp thì mình nói về những cái gì khi mà đi tới Âu Châu được không anh Thắng? Được, chúng ta có thể nói về những cái kinh nghiệm, tôi có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi đến với quý vị khán thính giả. Dạ, không chỉ kinh nghiệm nữa đâu mà còn có những cái nào mà khi mà du khách tới một cái đất nước khác xa lạ thì người ta cần phải là đề phòng cái gì nữa đúng không anh Thắng? Đúng vậy. Dạ. Tại vì nếu chúng ta mà đi chơi á, thì chúng ta phải phân biệt như thế này. Chúng ta đi khu vực Âu Châu nó khác, mà chúng ta khi đi khu vực Nam Mỹ nó khác, mà chúng ta đi Phi Châu nó sẽ khác, và chúng ta khi về Á Châu nó sẽ khác. Mỗi một cái châu lục nó có một cái văn hóa riêng của nó, và đồng thời nó có những cái hủ tục của nó, những cái thói xấu của nó. Thói xấu thì mình biết để mình tránh. Thế tuy nhiên thì chúng ta không phải quá sợ hãi về những cái hủ tục hoặc những cái thói xấu ở những cái khu vực đó để mà chúng ta mất cái vui trong cái chuyến đi của chúng ta. Thế tuy nhiên thì cái đầu tiên chúng ta đi du lịch, tại sao chúng ta đi du lịch? Đi du lịch thì chúng ta muốn tìm hiểu, chúng ta muốn học hỏi, muốn tìm hiểu thêm về một cái văn hóa, tìm hiểu thêm về một cái tôn giáo, mình tìm hiểu thêm về một cái đất nước khác với cái đất nước mình đang ở. Thì cái đó là cái mà quyền lợi cho những người du khách, và đồng thời mình đổi cái không gian để mình biết một cái không gian của mình ở và mình so sánh với một cái không gian mà chỗ khác nó như thế nào. Thì cái điều đó nó làm điều tốt. Thành thử mỗi một chuyến du lịch thì tôi còn nhớ cái câu nói của các nhà triết gia đó, là mỗi một cái chuyến du lịch nó giống như một cái trang sách mới đó. Một cuốn sách có rất là nhiều trang, mình không đi đâu đó, mình chỉ đọc có mỗi trang đầu thôi. Còn nếu mà chúng ta đi sang một đất nước khác, chúng ta đọc một cái trang sách khác, và mỗi một trang sách khác đó nó đều cho chúng ta những cái học hỏi, cái kinh nghiệm và những cái điểm rất là thú vị nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu. Vậy thì bây giờ mình mùa hè đang là dịp mùa hè hiện nay đó, thì một trong những nơi mà du khách người ta hay chọn để đi nhất đó là Âu Châu. Vậy thì trước tiên mùa hè thì thường bên Âu Châu như thế nào anh Thắng? Thứ nhất là chúng ta đi sang Âu Châu mùa hè, chúng ta phải chấp nhận một điều thì chúng ta đi về phía nào của Âu Châu mới được. Chúng ta đi về phía Bắc Âu, chúng ta đi về Tây Âu, hoặc là chúng ta đi Đông Âu, hoặc chúng ta đi về Nam Âu. Thành ra nếu chúng ta đi về Bắc Âu đó thì tương đối những cái xứ sở của vùng Bắc Âu nó như thuộc về Liên bang Nga, về Scandinavia, thì tất cả những cái khu vực đó đều có vẻ không đến nỗi quá nóng. Thế tuy nhiên nếu chúng ta chọn đi về Đông Âu thì tương đối, thì đối với tôi là mình có cái duyên hoặc mình có cái may mắn thì mình tránh được những cái nóng của mùa hè. Thế tuy nhiên nếu chúng ta đi về các phía như là Tây Âu chẳng hạn, nếu chúng ta xuống nước Ý, nó là Đông Nam của phía Âu Châu, hoặc là chúng ta sang Spain, hoặc là Bồ Đào Nha, hoặc là Tây Ban Nha, hoặc là chúng ta đi qua Morocco chẳng hạn, đó là Phi Châu, phía Bắc, cực Bắc của Phi Châu. Nhưng mà những cái khu vực đó rất là nóng về mùa hè. Thế tuy nhiên cái nóng của nó đó thì nó có chỉ kéo dài độ hơn một tháng thôi, có thể một tháng rưỡi. Tuy nhiên nếu trường hợp một chút quá nóng thì chúng ta phải chuẩn bị nhiều về cái cách ăn mặc sao cho nó thoải mái, rồi chúng ta làm sao xách hành lý chúng ta xếp gọn ghẽ nhẹ nhàng. Thì đó là những cái điểm tốt để cho cái chuyến du lịch chúng ta không có bị gọi là cảm thấy là mình không có chuẩn bị, mình cảm thấy là mình đi một cách thoải mái, chứ mình không có bị gọi là nói làm sao là mình không bị gọi là mất cái cảm giác thú vị trong cái chuyến đi. Khi mà mình không có chuẩn bị mà kỹ càng thì dĩ nhiên mình thấy mình tới đó mình lại. Thế tuy nhiên cái chuẩn bị của mình đó, nó phải thích hợp với cái thời tiết nữa. Chẳng hạn như Nhất Anh, thí dụ như Nhất Anh giờ đi Âu Châu, nhưng mà Nhất Anh nói là tôi phải đi giày cao gót chẳng hạn. Mà đi giày cao gót trong mùa hè thì thấy khủng khiếp lắm. Rồi tôi phải mặc áo cho nó đẹp, màu sắc phải như thế này. Tất cả những cái đó đều cho chúng ta những cái gọi là trở ngại trong cái chuyến đi mình không thích thú tại vì nóng. Thành ra mình chuẩn bị những quần áo mát, và đồng thời chuẩn bị một số những cái dụng cụ cần để tạo ra sự mát mẻ cho mình, thì cái đó là một điều tốt trong cái chuyến đi. Thì thường thì một số người ta tới Âu Châu thì người ta sẽ không đi một nước, mà người ta tranh thủ tới Âu Châu thì người ta sẽ đi nhiều nước với nhau. Mà như anh Thắng nói là ở mỗi nơi ở Âu Châu thì có một cái thời tiết nó hơi khác nhau một chút. Ví dụ một chỗ thì nó mát hơn, nhưng một chỗ thì nóng hơn. Thì như vậy thì khi mà du khách khán giả mà khi mà đi tới Âu Châu thì phải chuẩn bị Thành ra nói mát hơn hay là nóng hơn thì chúng ta hình dung như này, có thể mát hơn là cũng phải 75-80 độ F của mình, hoặc là nóng hơn nó lên tới có thể 95% độ F. Thành thử cái những cái thời tiết trong cái khoảng thời gian, trong một cái nhiệt độ như vậy đó, nhà chúng ta chuẩn bị những cái cách ăn mặc mình cho thoải mái. Thế tuy nhiên chúng ta đi Âu Châu, chúng ta cũng đừng quên rằng cái văn hóa và tôn giáo của Âu Châu đó phần lớn là Catholic. Và khi mà chúng ta vào thăm những cái ngôi nhà thờ chẳng hạn, thì có những ngôi nhà thờ nó buộc là cái người du khách phải mặc quần dài hoặc áo váy đi qua đầu gối chẳng hạn. Thì đó là những điều mình phải chú ý trong cái chuyến đi. Đó là cũng là một cái điểm mà chúng ta lúc nào cũng chuẩn bị cho mình một cái hành trang như vậy đó, thành ra mình sẽ không có ngỡ ngàng. Thành ra có thể chúng ta chỉ cần một cái áo dài hoặc là một cái quần dài để đi đến cái chỗ nào mà nó đòi hỏi những cái chuyện đó, chúng ta có cái để thay. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối là không phải lúc nào cũng mang quần sọt đi theo được. Thì không nên. Thì cái đó đúng là một trong những điểm mà anh Thắng chú ý, mà nếu như mà thực ra nếu như mà mình không có biết trước mà mình cứ mặc đồ thoải mái mà mình không có biết ồ mình tới đó, mình không có đồ thích hợp mình mặc thì mình cũng không có vào được để mà mình coi như thế nào, đúng không ạ? Đúng vậy. Tại vì tôi nhớ là có một cái người ta làm một cái thống kê đó, người ta nói là du khách đó khi đi chơi nước nào mặc quần áo xấu nhất. Thì nước tôi nhớ là người ta rate là nước Mỹ là ăn mặc quần áo xấu nhất. Có nghĩa là mình quá thoải mái đi, mình ăn mặc cho nó thoải mái với chính mình, nhưng thực sự là mình không để ý những cái gọi là xã hội xung quanh. Thành ra cái đó cũng là một cái lưu ý, đúng không? Cái lưu ý. Bây giờ mình nói qua xong thời tiết rồi, coi như là khi mà du khách đi là phải chuẩn bị quần áo rồi những cái trang phục cá nhân như thế nào là xong rồi. Thì bây giờ tiếp theo thì khi Âu Châu thì theo anh Thắng là khi mà du khách đi tới đó thì cái điều lưu ý khi mà tới đó là những gì hả anh Thắng? Có một cái nữa là chúng ta cũng nên lưu ý với Âu Châu đó. Là chúng ta nghe nói Âu Châu đắt đỏ lắm, không? Thì chúng ta chỉ nghe nói đắt đỏ, nhưng mà hình dung cái đắt đỏ như thế nào thì có lẽ người du khách chưa có hình dung ra được. Tôi nói thí dụ, mình có thể ăn một ly kem, một cái kem ở bên Mỹ này, nếu mình vào những cái tiệm ăn sang trọng đi nữa, mình ăn cái kem giỏi lắm đắt là tiền khoảng $4. Thế tuy nhiên chúng ta sang những đất nước khác như sang Ý chẳng hạn, hoặc sang Pháp chẳng hạn, chúng ta ngồi xuống mà ăn một ly kem chúng ta có thể trả $8. Là cái chuyện đó chuyện bình thường, không? Thành ra mình phải lưu ý trước là mình khi mình mua cái gì mình phải hỏi trước cái giá. Nhiều khi họ để là một chuyện, nhưng mà mình phải make sure, tại vì cái văn hóa của Âu Châu như thế này. Thí dụ chúng ta uống ly cà phê đó, chúng ta mua cái ly cà phê, chúng ta không ngồi ở ngay cái tiệm mà uống, mà mình cầm cái ly cà phê mình đi đó, nó gọi là take away đó, giống như ở Mỹ vậy đó, đúng không ạ? Thì giá rẻ. Nhưng mà chúng ta ngồi xuống cái bàn, ngồi xuống cái ghế mà ngay cái tiệm của họ, mình ngồi xuống là giá khác, có thể đắt gấp đôi rồi. Họ tính cái tiền ngồi của mình. Còn nhiều khi du khách đi ngang và cảm thấy mệt mỏi, thấy cái ghế của người ta ngồi cái thoải mái ngồi xuống đó, họ đã đuổi mình ngay. Tại vì cái văn hóa của Âu Châu nó khác. Nó là dĩ nhiên nếu mà mình nói chuyện là business đó, thì mình phải thông cảm cho họ. Họ mở một cái tiệm ra không phải để cho mình free tới mình ngồi nghỉ chân. Không, mà họ mở cái tiệm ra để bán. Thành ra có lẽ chúng ta sẽ trở lại câu chuyện, tại vì bây giờ là hết giờ. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và khác với những chương trình hôm mọi lần thì hôm nay thì anh Thắng lại chia sẻ những kinh nghiệm khi mà du khách khi đến du lịch ở Âu Châu. Và trong tiếp nối theo cái phần trước là anh Thắng đang nói là khi tới Âu Châu là rất là đắt đỏ. Và như anh Thắng kể là nó rất là khác so với Mỹ của mình, đúng không anh Thắng? Hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Thành ra qua Âu Châu chúng ta phải chấp nhận một cái văn hóa. Đó là chúng ta ngồi xuống ở trong một cái tiệm ăn, một tiệm uống cà phê, cafeteria, là chúng ta phải bị cái tiền tính đắt hơn. Và đồng thời khi mà chúng ta đến đó, thì trong cái tiệm đó chúng ta ngồi đó, thì chúng ta có quyền đi cái gọi là WC, không tốn tiền. Thế tuy nhiên đó, mà quý vị đến Âu Châu, quý vị chúng ta đang đi chơi, đang đi tour chẳng hạn, chúng ta cần tìm một cái gọi là cái restroom công cộng đó, cũng khó ghê lắm, chứ không phải dễ. Mà muốn tại vì không có nhiều hay là sao anh Thắng? Thứ nhất là nó không có nhiều, nó không có đủ tiện nghi giống như chúng ta ở bên này. Chúng ta ở đây chúng ta đi ngang qua một cái McDonald's, chúng ta đi qua một cái Burger King, chúng ta đi qua một cái KFC, chúng ta có thể thoải mái chúng ta vào, chúng ta có thể không bị tính tiền. Thế tuy nhiên ở bên Âu Châu cũng vậy, nếu chúng ta vào một cái McDonald's nhiều khi phải mua cái gì McDonald's nó mới mở cửa cho mình đi restroom ở đó. Thành ra chúng ta phải để ý điều đó. Ở bên Âu Châu hoàn toàn là không có cái gì là free hết, mà chúng ta phải trả tiền. Đôi khi có những cái toilet công cộng mình vào đó, hoặc là trên đường đi chơi các cái chỗ mà rest area đó, chúng ta vào chúng ta vẫn phải trả tiền. Có thể trả 1 euro, có thể trả 75 cent euro, hoặc là chúng ta phải có, thậm chí có những nơi người ta đòi hỏi mình phải trả 1,5 euro, tức là khoảng 2 đô la để cho đi một cái một lần đi restroom. Đi restroom. Yeah. Thành thử đi Âu Châu đó, đi chơi Âu Châu cũng là mình tốn 2 lần nước lận. Yeah. Một lần nước vào và một lần nước ra. Thành thử cái điểm đó là chúng ta phải chú ý, và chúng ta phải chấp nhận cái sự tốn kém đó. Tại vì khi mà đi trời nóng chắc chắn chúng ta cần nước. Và đồng thời khi mà cần phải có những cái nhu cầu về vấn đề của cái thể thân cá nhân của mình thì mình phải đi, thì mình phải chịu tốn kém thôi, chứ họ không cho free. Thành ra cái điểm đó là điểm mà chúng ta hiểu, thành ra chúng ta sang đó chúng ta không phải bực tức, hoặc là chúng ta nói ồ sao bên Mỹ mình không bị tốn, sao qua bên này tốn. Thì những cái văn hóa như vậy là mình không nên đem cái văn hóa của Mỹ đi qua Âu Châu. Mình không nên đem những cái thoải mái ở đất nước Hoa Kỳ mình đem qua Âu Châu, và buộc các nước Âu Châu nó phải giống như Hoa Kỳ. Thành ra mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ thoải mái hơn cho cái chuyến đi. Và một trong những cái mà giống như là cái tin đồn mà Nhân Anh hay thường nghe trên mạng internet, mà người ta hay giống như là những cái người ta hay chia sẻ kinh nghiệm á, khi mà đi Âu Châu là người ta nói là ở bên đó phải đi cẩn thận lắm nha, tại vì ở đó là dễ bị móc túi lắm. Nhưng mà không biết cái chuyện đó có đúng không anh Thắng? Thành ra nói đến cái chuyện đó thì Nhất Anh biết không, thường tôi đi ấy, thường về thì văn phòng có làm những cái cuốn brochure như thế này, đặt những cái thông tin. Và đồng thời tôi có viết một bài tôi đặt tên là Diệu thủ thư sinh. Diệu thủ thư sinh có nghĩa là một cái tay nó móc túi, nó móc cắp rất là nhanh mà không ai biết hết. Và đồng thời thì cái nhanh của bên trong cái chuyện kiếm hiệp thì mình nghe thôi, nhưng mà mình không biết. Nhưng mà qua Âu Châu thì chúng ta biết nó nhanh như thế nào. Nhưng mà nhanh thắc mắc là cái trường hợp mà tình trạng mà móc túi như vậy là ở hầu như tất cả các nước ở Âu Châu luôn hay là như thế nào? Hầu như ở bên Âu Châu. Thứ nhất là Âu Châu về mùa hè du khách đến rất là đông. Thành ra khắp khách đến tất cả các nước như là Pháp, Ý, Áo, Tiệp, Hung, vân vân. Thành ra Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chẳng hạn. Thì tất cả những cái xứ đó là du khách đến đông lắm. Đến đông thì khi mà càng đông, ngay cả Vatican, khi mà chúng ta vào thăm tòa thánh Vatican chúng ta cũng rất là cẩn thận. Dân mà diệu thủ thư sinh đó nên lòi vào, nó móc mình trong ngay trong lúc mình đi tour ở trong Vatican. Thành ra chúng ta thấy trong thiên đường địa ngục cạnh nhau hết. Thành ra nói như thế để cho quý vị hình dung là cái chuyện đó là ở đâu trong cái chuyến đi Âu Châu chúng ta đều dễ dàng bị dẫn, gọi là dân móc túi trà trộn vào, và họ móc rất là nhanh. Nhưng mà khi mà họ móc nhanh đó thì họ phải có một cái tuyệt chiêu của họ, họ phải có cái hư chiêu của họ. Thường không bao giờ móc túi họ đi một người, thành ra họ đi 2 người, mà lúc nào họ cũng đánh lạc hướng của mình bằng cách là làm sao để cho cái người mà sắp sửa bị móc túi đó phải lơ đãng đi. Tại vì Nhất Anh biết không, khi chúng ta đến Pháp chẳng hạn, cái tháp Eiffel quá đẹp không? Chúng ta đến Ý, đến Venice, chúng ta đến Florence, chúng ta đến Rome, đến Pisa, toàn là những cái di tích của thế giới mà ai cũng cho là trầm trồ khen ngợi. Thành thử tất cả những cái chỗ đó khi mà chúng ta trầm trồ, chúng ta khen ngợi, với chúng ta mải mê xem đó, là chính lúc đó chúng ta lơ đễnh nhiều nhất. Mình hở hết, hở túi này túi nọ, hoặc là mấy cái backpack mình đem theo mình để hở, và họ hành sự rất là nhanh. Thành thử cái tốt nhất là chúng ta đi bất cứ chỗ nào bên Âu Châu, đi bất cứ một thành phố nào, nhất là Ý, nhất là Pháp, nhất là Tây Ban Nha, nhất Bồ Đào Nha, hoặc là đi qua Áo chẳng hạn, Tiệp nữa, thì những khu vực đó là họ tràn đầy những tay gọi là thiện nghệ về móc túi. Thành ra tốt nhất là khi mình đi chơi đó, Nhất Anh không bao giờ để bất cứ một người nào đụng đến người mình. Thứ nhất là mình cảnh giác điều đó. Cái thứ hai đó là khi mình đi đó là mình không cần làm quen với ai hết. Rất là quan trọng. Hoặc là có ai làm quen với mình cũng không cần biết, mình không cần làm quen với ai. Cái đó tôi nhắc lại là Nhất Anh không cần làm quen với ai, và ai muốn làm quen với Nhất Anh cũng từ chối. Tại vì mình không hiểu người ta, và tất cả những cái đó là đều là cái hư chiêu của cái nhóm giang hồ móc túi đó. Thành ra họ rất là nhanh, và họ rất là, và đừng bao giờ đánh giá một cái người nghèo, và cũng đừng bao giờ đánh giá cao là một người ăn mặc đàng hoàng đạo mạo, tưởng là sinh viên, tưởng là giáo sư đại học, hay là anh chàng đẹp trai, hoặc là một cô xinh gái đến hỏi thăm mình, có nghĩa là mình được cái người ta chú ý như thế nào. Tất cả những cái đó nằm trong cái chiêu thức của các tay giang hồ móc túi. Thành thử tôi nhắc lại một lần nữa là không làm quen với ai, không để ai quen với mình, không cần chụp ảnh hộ ai và cũng không cần đưa máy hình mình cho ai chụp hình hồi. Tại vì có nghĩa là người ta cũng có thể nhờ chụp hình cái người ta lấy luôn máy hình của mình luôn. Chắc chắn. Yeah. Nhưng mà lúc mà đưa cái máy không, trong lúc mình đưa tay ra là mình hở là có người lấy rồi. Yeah. Thành nó nhanh vậy lắm, thành ra vì cái thời gian của chúng ta có rất là giới hạn, thành ra cái mà tôi vẫn nói đến quý vị khán thính giả là không cần làm quen với ai và lúc nào cũng cảnh giác không cho cứ một người nào đụng vào người mình. Yeah. Mình khi mà đụng vào người mình đó, thấy một cô đụng vào người mình ấy, thấy ai lại thấy cô đẹp lắm nhưng mà có những cái tay cô ấy. Yeah. Chỉ cần ta đụng vào người mình là họ đã mở được cái ví, cái bóp của mình ở sau lưng rồi. Thành ra mấy chị cũng vậy, mấy cô phụ nữ cũng vậy, thấy có người anh chàng đẹp trai đụng vô một cái quay lại cái ví của mình bị mở. Thành ra cẩn thận, rất là cẩn thận. Thành ra cái điều đó là điều muốn nói đến để kinh nghiệm để nói đến quý vị. Và chúng ta biết là đi Âu Châu thì rất là nhiều di tích, nhiều cái thắng cảnh để chúng ta xem, nhiều cái gọi là cái di tích lịch sử rất là xứng đáng để cho người du khách thưởng ngoạn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Máy ảnh, tiền bạc và passport, tất cả chúng ta để rời nhau, không bao giờ để passport chung với tiền hết. Yeah. Vì chúng ta mất cái passport chúng ta rất là nhiều thứ chuyện. Yeah. Thành thử quý vị để tiền có thể chia làm 2 bằng 3, mỗi nơi một chút trong người mình, để mất cái này còn cái nọ. Yeah. Còn thường thì để trong khách sạn. Nhưng mà để trong khách sạn quý vị nhớ không bao giờ để tiền và không bao giờ để vòng vàng hoặc là đồng hồ hoặc những gì quý giá để trong cái safe box của khách sạn đó. Yeah. Khi quý vị để như vậy quý vị có thể mất và không thể nói được khách sạn. Cái đó rất là quan trọng. Chúng ta tưởng chúng ta để tiền cho khách sạn là tốt nhất đấy gì trong tủ safe box đó. Nhưng mà không phải như vậy. Yeah. Thành thử chúng ta rất là cẩn thận. Thì một ít điều mà gửi đến quý vị khán thính giả để chúng ta biết một số những cái cách và đề phòng khi chúng ta bị mất móc túi ở bên Âu Châu. Còn cái chuyện khác nữa là chuyện cướp giật thì chúng ta phải nói qua một cái chương trình khác. Móc túi là một chuyện, còn cướp giật là một chuyện khác, nhất là ở Ý. Quý vị rất là cẩn thận. Yeah. Vậy thì thôi thì nói như vậy là không đủ được, nên là Nhã Anh sẽ hẹn anh Thắng trong cái chương trình lần sau khi mà anh Thắng có thể kể hơn những kinh nghiệm cũng như là những cái nào mình nên đề phòng khi mà đi du lịch Âu Châu, để khi mà mình tới đó mình không phải là mình chỉ có vui nữa mà mình còn phải đừng có để những cái chuyện đó mà ảnh hưởng tới cái chuyện mình đi chơi của mình. Anh Thắng. Dạ. Đúng vậy. Dạ, cảm ơn anh Thắng và Nhã Anh, hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Cảm ơn Nhã Anh. Dạ.